Masamase. Irasamase. Chào mừng các bạn đang quay trở lại với hành trình khám phá ẩm thực Nhật Bản Irasamase Sài Gòn cùng với Ngọc Nhi. Và hiện tại thì Ngọc Nhi đang có mặt trên đường Master và chuẩn bị ghé thăm một thương hiệu sushi Nhật Bản rất nổi tiếng với hơn 50 năm kinh nghiệm. Và sushi ở đây có gì đặc biệt? Chúng ta sẽ cùng ghé thăm nhà hàng Chiyoda Sushi. Ngay bây giờ hãy cùng theo chân Ngọc Nhi vào bên trong nhé. Ra đời năm 1959 tại Tokyo, Chiyoda Sushi là thương hiệu sushi đẳng cấp nổi tiếng về chất lượng món ăn tại Nhật Bản. Hệ thống nhà hàng Chiyoda Sushi hiện có trên 200 nhà hàng, phục vụ hơn 17 triệu lượt khách mỗi năm tại Tokyo và các thành phố của Nhật. Với thực đơn phong phú và nguyên liệu cao cấp đầu vào luôn tươi ngon với cá, hải sản và các loại thực phẩm được nhập trực tiếp từ sàn giao dịch cá lớn nhất Nhật Bản là Tsukiji Tokyo cùng các nhà cung cấp đáng tin cậy. Dưới bàn tay chế biến tài hoa của những đầu bếp Nhật chuyên nghiệp của hệ thống Chiyoda Sushi Nhật, chắc chắn sẽ chinh phục ngay cả những thực khách khó tính nhất. Trong không gian sang trọng và thanh lịch của Chiyoda Sushi Restaurant tại thành phố Hồ Chí Minh, thực khách hoàn toàn có thể thoải mái trao đổi, trò chuyện hay đơn giản là nghỉ ngơi, thư giãn bên những đĩa sushi và sashimi tươi ngon hiếm có, chén sake nóng sau giờ làm việc căng thẳng. Đội ngũ nhân viên nhà hàng thân thiện, nhiệt thành, luôn niềm nở, ân cần, mang đến dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho khách hàng. Các bạn thân mến, hiện tại thì Ngọc Nhi đang có mặt tại quầy sushi của nhà hàng Chiyoda. Và bên cạnh Ngọc Nhi đây là anh Sakuma, là giám đốc của nhà hàng. Dạ chào anh, rất vui được gặp anh ạ. Nii-san, kyou wa doumo kite kurete arigatou gozaimashita. Ngọc Nhi được biết là Chiyoda là một thương hiệu rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Và khi có chi nhánh ở Việt Nam thì chương trình Irasamase Sài Gòn muốn đến ghé thăm để giới thiệu đến với những tín đồ ẩm thực Nhật Bản. Và anh có thể chia sẻ về những cái điểm nổi bật của nhà hàng mình không ạ? Watashitachi no omise wa nihon hinshitsu ni kodawatte orimasu. Shouhin wa mochiron nan desu ga design toですね、あとサービスについても、日本にいるような、感覚を感じてもらえたらと、思っております、ベトナムの方に、本物の日本をぜひですね、知ってもらいたい、そして、日常の生活でもっと気軽にですね、日本食を楽しんでもらいたい。このような思いで私たちはベトナムに出店を決めました。Nếu như mà giới thiệu đến với những người yêu thích ẩm thực Nhật Bản thì anh sẽ giới thiệu những món ăn nào tại nhà hàng Chiyoda?我々はですね、美味しくて、安全安心な商品を、提供しております、特にですね、週2回、日本から飛行機で、届きます、こちらのハマチであったりとか金目鯛、あとつぶ貝ですね、こちらはぜひですね、当店で召し上がっていただきたいと、思っております、また健康を意識した、ヘルシーフードも多くですね、取り揃えておりますので、女性の方にも喜んで、もらえるのではないかなと思っております。本日は特徴的な商品の一部をですね、紹介させていただきたいと思います。はい、どうぞ楽しんでいってください。Là phụ nữ, khi mà nghe đến healthy food thì Ngọc Nhi cũng cảm thấy rất là thích thú. Bởi vì phụ nữ thì luôn thích làm đẹp đúng không ạ? Cho nên là Ngọc Nhi muốn vào trong bếp để có thể tận tay làm những món ăn đó, có được không anh? Ok, xin mời Nii-san. Chúng ta hãy cùng xem món sushi sẽ được chế biến như thế nào tại nhà hàng Chiyoda. Cùng đi theo Ngọc Nhi nhé. Konnichiwa. Nii-san, konnichiwa. Xin giới thiệu với các bạn, bên cạnh Ngọc Nhi đây là bếp trưởng của nhà hàng Chiyoda, đó là anh Horikoshi. Và ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu cho Ngọc Nhi làm những món ăn rất đặc biệt của nhà hàng. Đầu tiên chúng ta sẽ làm món nào ạ? Hai, kyou wa saba o kono saba o tsukatte oshizushi o tsukuritai to omimasu. Kono saba wa desu ne, nihon de toreta wake dewa naku, Norway kara kita saba ni narimasu. Nihon no saba mo oishii n desu kedo, Norway san wa hijou ni abura ga ooku te, oshizushi ni wa saiteki ni aimasu. Kono サバはですね、酢で締まってるんですけども、塩で2時間、酢で約2時間漬けたものがこの押し寿司用のサバになります。Em thấy cái này rất là lạ. Cái này có công dụng là gì vậy anh? いいところに気づきましたね。これがですね、美味しい押し寿司を作るに欠かせない道具です。じゃあ兄さん一緒に作っていきましょう。昔から。はい。まず、この押し枠に合わせて、サバを切ります。これ綺麗な手が切れちゃったら大変なんで、私が切りますね。まず大きい方のサバ、皮目を下にして押し枠に乗っけて、押し枠の奥側にで、もう一方の半分になっているサバを包丁を入れたまっすぐになっている方、これを逆側の
押し枠に乗せます。この後この押し枠の押す方を使って、押してきます。これも軽く押さないで強く押して、シャリを潰すというか空気を抜いて、そうすることによってサバとシャリも馴染んできます。じゃあ実際押してきますね。これ体重をかけて1回、2回、3回、4回、5回押します。そうすると tụi mình sẽ bắt đầu kéo lên. Wow. で、ngược lại. はい。わあ、でこういう状態になります。あ、bây giờ mình sẽ đến công đoạn là cắt ra đúng không ạ? で、これも味のポイントの一つになるんですけども、このテラコブですね。あ、còn một lớp rong biển ở trên nữa.Đây là một miếng rong biển tươi rất là trong. Và Ngọc Nhi đã hoàn thành xong món sushi rất đặc biệt với cách làm rất là độc đáo mà đây là lần đầu tiên Ngọc Nhi thử qua. Xin được cảm ơn anh Hirokoshi rất nhiều. Món sushi ép của nhà hàng Chiyoda Sushi thật đặc biệt đúng không nào? Ngọc Nhi cũng rất khéo tay để tạo nên phần sushi ép cho riêng mình. Ngay bây giờ hãy cùng đến với bàn tiệc đặc biệt của ngày hôm nay. Và trong những món ăn này thì mình sẽ thưởng thức món ăn nào trước vậy anh? じゃあね、兄さんが作ったこのサバを食べてもらいたいと思います。いただきます。いただきます。はい、兄さん、お味の方はいかがでしたか？いや、rất là ngon ạ. Thì em có cảm nhận được là gạo của mình rất là ngọt và dẻo. Ngoài ra thì rong biển của chúng ta có một cái vị ngọt. Còn cá thì lúc nãy anh đầu bếp có nói là có ướp với lại một tí xíu muối và có cả giấm nữa. Mà ướp rất là vừa ăn, cho nên hòa quyện lại thì miếng sushi của chúng ta rất là tuyệt vời. Ngoài món sushi ép, Ngọc Nhi sẽ có rất nhiều bất ngờ với loại sushi đặc biệt có tên gọi là Kobure Sushi và lẩu đậu nành thơm ngon. Cùng xem Ngọc Nhi sẽ có những trải nghiệm như thế nào khi thưởng thức những món ăn tại nhà hàng Chiyoda Sushi nhé! はい、じゃあこぼれ寿司の食べ方を説明します。生春巻きみたいに、くるくる巻いてね、わさびは、好きなだけ、入れてもらって、醤油につけて食べてみてください。やってみてください。Bây giờ em sẽ cuốn lại. Trong những cái phần của Erasmus Sài Gòn thì cái phần thưởng thức món ăn là phần Ngọc Nhi thích nhất, nhưng mà cũng là một cái phần mà Ngọc Nhi cảm thấy run nhất, sợ ăn rồi không cuốn được hoặc là bị đổ thì rất là quên mọi người. Ngọc Nhi sẽ cố gắng.
thì có một cách ăn rất là thú vị và khác lạ so với những loại sushi khác. Và cua tuyết thì ngọt và có một cái vị sữa mà khi kết hợp với cái vị hăng của cải mầm tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là lạ và cân bằng lại hương vị của món ăn nữa. Em rất thắc mắc là tại sao ở nhà hàng mình á, trong những món sushi lại thường có thêm những loại rau, trong khi điều này em không tìm thấy ở những nhà hàng khác. あのお寿司はねもちろんあのそのまま食べても美味しいんですけど、まあ、お寿司に合った野菜とかをね一緒につけることでさらにもっとね、お寿司が美味しくなるので、そのために私たちは野菜をね必要なものにはつけて、お出ししています、今日はね、もう一つ、特別な、私たちの、商品がありますのでご紹介させていただきます。こちらは、新鮮な豆乳をですね特別の、出汁で当店特別の出汁で、割ってねそれでスープにして。じゃあ、chúng ta sẽ đợi cho nước lẩu sôi lên và chúng ta cho những cái nguyên liệu này vào. Wow, đã sôi rồi ạ. Ôi, nhìn rất hấp dẫn. Có những cái bột bong bóng nổi lên và có một mùi sữa rất là thơm nữa. Thật là hồi hộp, không biết là hương vị sẽ như thế nào.Thường thì Ngọc Nhi chỉ ăn đậu hũ và uống sữa đậu nành, chứ còn nước lẩu sữa đậu nành thì đây là lần đầu tiên. Và chắc chắn Ngọc Nhi biết rằng là các bạn cũng cảm thấy rất là khác lạ, cho nên là các bạn muốn biết được hương vị như thế nào thì chúng ta hãy cùng đến với nhà hàng Chiyoda để thưởng thức nhé. Một điều mà Ngọc Nhi rất là thích mà chắc chắn rằng các chị em phụ nữ cũng sẽ rất thích ở loại lẩu này là với sữa đậu nành thì nước lẩu của chúng ta nó sẽ không bị béo và không quá nhiều dầu mỡ như những loại nước lẩu mà khi chúng ta ninh với lại xương gà, xương heo hay là xương bò, rất tốt cho sức khỏe. Và Ngọc Nhi khuyên rằng mọi người hãy đến đây để thử món ăn này nhé. Cảm ơn anh Sakuma rất nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian trò chuyện cùng với Ngọc Nhi cũng như là đem đến cho Ngọc Nhi những món ăn rất là tuyệt vời với món lẩu và món sushi Sabuma nữa. Cảm ơn anh. Hôm nay cảm ơn Nhi.たくさんのですね、まあ、日本からの食材であったりとか、面白い、商品がたくさんありますので皆さんぜひ、お店まで、遊びに来てください。Và hôm nay thì Ngọc Nhi cũng như chương trình Irasamese Sài Gòn sẽ mang đến cho các bạn những điều rất thú vị, đó chính là ưu đãi hấp dẫn khi đến với nhà hàng Chiyoda. Còn bây giờ thì Ngọc Nhi và anh Sakuma xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Các bạn có thể tìm thấy nhà hàng Chiyoda Sushi tại địa chỉ 178 Baxter, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đến với Chiyoda Sushi, các bạn sẽ có cảm giác được lạc vào không gian Nhật đúng chất và có cơ hội chiêm ngưỡng quy trình chế biến những món ăn sushi tươi ngon và thuần vị Nhật. Hãy cùng tham gia tương tác với chương trình để nhận được voucher hấp dẫn để thưởng thức những món ăn ngon từ nhà hàng Chiyoda Sushi. Câu hỏi: nhà hàng Chiyoda Sushi được ra đời tại Nhật vào năm nào? A. 1959, B. 1960, C. 1961. Hãy cùng tham gia tương tác tại trang fanpage của View TV để nhận được phần quà hấp dẫn nha. Irasamase được phát sóng trên khung giờ J-Times tinh hoa Nhật Bản, độc quyền trên VTC8 View TV vào lúc 20:15 thứ năm hàng tuần.